Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đá xong 4 trong số 5 trận đấu ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam của SEA Games 2017. Và sau 3 trận toàn thắng đầu tiên trước những đối thủ có thể nói là rất nhạy cân thì chúng ta đã có một trận đấu rất là quan trọng với Indonesia. Và trái với dự đoán của rất là nhiều người, đây là một trận đấu mà chúng ta đã không có được 3 điểm tối đa, mặc dù đã chơi hơn người trong suốt 30 phút cuối cùng của trận đấu và cũng có thể nói là có nhiều cơ hội hơn. Và có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay là một con người rất là quen thuộc với bóng đá Việt Nam trong rất nhiều năm qua, đấy là bình luận viên Quang Huy. Thế anh Huy, hôm qua cái cảm giác của anh sau khi xem đội tuyển chúng ta không thắng được Indonesia như thế nào? Đầu tiên là cảm giác tiếc nuối, sau đó là có những cái lo lắng. Thực tế thì hôm qua đội tuyển đã chơi không tồi, nhưng mà vì nhiều lý do chúng ta cũng có những cái đen đủi nữa, thành ra không thể có được 3 điểm. Đây là cái điều rất đáng tiếc. Đầu tiên phải nói đến cái việc là trận đấu ngày hôm qua thì một số cầu thủ chúng ta quá vô duyên. Chúng ta cũng đã cố gắng tạo ra những cơ hội nhưng mà không thể ghi bàn được. Bên cạnh đó là hai thủ môn Indonesia đều chơi xuất sắc. Thủ môn đầu tiên Tama bắt cũng rất tốt. Sau khi Tama bị đau thì người vào sân thay cho anh là Eji cũng chơi quá tuyệt vời. Có cảm giác là màn lưới Indonesia không thể bị xuyên thủng. Có một cái nữa là cầu thủ chúng ta có thể thi đấu mật độ dày, thành ra cái thể lực ấy ở một số thời điểm là không thật sự bảo đảm. Muốn ép sân và mình trình độ hơn hẳn họ nhưng mà không thể tổ chức, không thể dồn dập liên tục được. Tức là cứ có những quãng giải ngắt ra một chút thì họ lại hồi tỉnh và lại có cái sự điều chỉnh. Đấy, chúng ta không bảo đảm liên tục mặc dù chúng ta vẫn trên chân và tạo ra những cơ hội. Rồi một cái nữa là chúng ta không thể nói đến Indonesia, đấu pháp rất hợp lý. Cựu cầu thủ của Real Madrid Luis Milla hôm qua đã điều chỉnh Indonesia và họ rất biết người biết ta, đá đúng nghĩa là theo kiểu cửa dưới và chờ cơ hội để mà phản công. Phía trên thì các tiền đạo luôn sẵn sàng những pha đua tốc độ và cũng đã khiến chúng ta phải thót tim. Trong đó ở dưới thì cự ly đội hình được giữ vô cùng tốt và kể cả khi đá 10 người thì Việt Nam không dễ để tạo ra khoảng trống. Còn cái cuối cùng nữa đấy là ông trọng tài. Hôm qua thì có một tình huống mà Quang Hải chắc chắn là penalty rồi. Đấy, rồi là một cái pha bóng mà đúng ra Công Phượng dắt bóng băng vào vòng cấm thì ông lại cắt còi không cho mình hưởng phát lợi thế. Thì tóm lại là có rất nhiều nguyên nhân làm chúng ta là hôm qua không thắng được. Đấy, vừa đen vừa tiếc và sau đó lại kèm theo lo lắng vì cảm giác hôm qua một số cầu thủ bắt đầu mệt mỏi. Đấy, và hai ngày sau trận hôm qua thì lại phải đá với Thái Lan. Mà Thái Lan thì có cảm giác là họ càng đá càng tốt bởi vì Thái Lan không tập trung được đội tuyển chuẩn bị nhiều như Việt Nam. Thái League vẫn đang diễn ra. Thành ra là họ vừa đá vừa bắt nhịp, đấy là cái cách quen thuộc của người Thái. Trong khi chúng ta thì chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nhưng mà không cẩn thận là càng đá lại càng mệt mỏi. Thì dù sao tôi cũng kỳ vọng là trận đấu tới U22 Việt Nam sẽ đỡ đen đi. Tức là làm sao đấy cứ dứt điểm là phải ghi được bàn thắng. Ngày hôm qua thì nhiều người cũng đã gọi là chút những cái tức giận rồi là bực mình lên Hồ Tuấn Tài và nói rằng là Tài như là tội đồ ấy. Thì tôi nghĩ rằng đánh giá như vậy cũng không công bằng. Bởi vì nói cho cùng xem lại cả trận thì anh chỉ có hai cơ hội thực sự thôi. Một cái cú mà đồng đội trả ngược bóng lên thì vấp người đá thì không đúng. Thì thực ra pha đấy ngay cả cầu thủ đẳng cấp thế giới người ta cũng hỏng nhiều. Đội bóng nào, trận đấu nào gọi là đội mạnh cũng tạo ra hàng loạt những phóng như vậy. Nhưng mà cũng chỉ ăn được một hai quả thôi chứ đâu có nhiều. Rồi cái tình huống sau thì thủ môn đội bạn quá xuất sắc. Những cái phút bù giờ của hiệp 2 thì thủ môn đội bạn đẩy được bóng, bóng lại chạm mép trên xà ngang đi ra ngoài. Thì đấy cũng là cái pha bóng mà cũng có phần tiếc nuối. Nhưng mà phải nói là Tuấn Tài cũng đã hay khi mà ngoặt bóng để tạo ra cơ hội cho mình chứ không phải là một phòng ăn sẵn. Thành ra tôi nghĩ là chút lên Tuấn Tài ngày hôm qua hết như vậy là cũng không công bằng đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là đổ hết lỗi lên một cầu thủ mà đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc như vậy thì kể là cũng đáng tiếc. Cái tình huống mà Tuấn Tài có cơ hội đối mặt với thủ môn và sau đó bóng đi vào xà ngang rồi thì cái tình huống mà Tuấn Tài mà tranh bóng, cái tình huống bỏ với Việt Vị mà tranh bóng của Công Phượng cũng đã bỏ lỡ một cơ hội. Nhưng thực ra ấy, cái vấn đề mà tôi thấy nó lại nổi lên sau trận đấu ngày hôm qua không phải là những vấn đề về từng cá nhân riêng lẻ mà có lẽ là vấn đề về mặt đấu pháp. Chúng ta đã hơn người trong suốt 30 phút cuối trận nhưng mà các số cơ hội, các cái số tình huống nguy hiểm chúng ta thực ra tạo ra về phía khung thành của Indonesia thực ra lại là không nhiều. Vậy thì theo anh, trong 30 phút đấy tại sao chúng ta không thắng được? Có vấn đề gì liên quan đến việc là Hữu Thắng đã điều chỉnh chiến thuật hoặc là điều chỉnh nhân sự như thế nào, đã như thế đã phù hợp hay chưa? Và có các ý kiến khác cho rằng là lẽ ra trong những tình huống đấy thì U22 Việt Nam nên có một cầu thủ trung phong đích thực ở trong vòng cấm, người đấy có thể là Hà Đức Chinh để hoặc là một ai đó có thể đá gần với cả Tuấn Tài hơn và hỗ trợ cho Công Phượng tốt hơn, hoặc là không, Công Phượng phải di chuyển rộng hơn để mà tạo ra cái khoảng trống. Thực ra tôi nghĩ là hôm qua Hữu Thắng ông ấy cũng có cái lý của mình. Khi mà Duy Mạnh bị đau thì thêm Tuấn Anh vào thì Hữu Thắng là coi như là
là chuyển hẳn sang tấn công hẳn, không còn tiền vệ để phòng ngự nữa, thì là hai tiền vệ ở giữa là đều thiên về tấn công. Thì Thắng cũng kỳ vọng là cung cấp được nhiều bóng cho hàng trên. Ngoài Hồ Tuấn Tài đá ở vị trí cao nhất, còn có Công Phượng, rồi là Hồng Duy, Văn Toàn là bó vào để luôn sẵn sàng tạo ra những cái mũi để mà vây ép. Nhưng mà đúng là cá nhân tôi cũng hơi tiếc, tức là trong bối cảnh như vậy, nếu mà đưa thêm tiền đạo vào, tức là giảm bớt tiền vệ đi, vẫn là số người đấy, đưa thêm tiền đạo vào thì chúng ta có thêm nhiều khẩu súng ngắn ở trong cái vòng cấm đấy, để mà rất nhiều người có thể kết liễu ở cự ly gần, thì là thêm những cái mũi bắn ở trong vòng cấm thì nó sẽ hay hơn. Nếu mà là tôi sẽ làm như vậy. Nhưng mà đúng là trong bóng đá thì cũng rất là khó nói, tức là khi mà mọi chuyện diễn ra rồi thì nói thế nào cũng được. Hôm qua giả sử như ở những phút cuối mà Tuấn Tài ghi bàn từ cái tình huống đấy, nếu thủ môn đội bạn không hay thì người ta sẽ lại nói là Thắng tính toán như thần ấy, tức là cuối cùng thì điều gì phải đến đã đến. Nhưng mà đúng là hôm qua nếu mà tung thêm tiền đạo vào thì bạn sẽ rắc rối hơn rất nhiều, và cái thời gian để mà bừng tỉnh, để mà điều chỉnh sẽ không có được nhiều. Vậy thì lại thêm một vài ý kiến nữa, nói rằng là đội tuyển chúng ta đá 3 trận đầu tiên nó rất là đơn giản, các đối thủ không phải là quá mạnh. Nhưng mà khi gặp phải một đối thủ lớn đầu tiên ở đây trên con đường đi đến cái gọi là chúng ta là ước mơ vô địch SEA Games ấy, thì là Indonesia, thì ngay lập tức bộc lộ những vấn đề của Hữu Thắng. Nhưng nhìn lại hết tất cả một cái quãng đường Hữu Thắng cầm quân đội tuyển Việt Nam cũng như là tuyển U22 Việt Nam trước đây, thì cứ vào những trận đấu lớn là anh ấy lại lập tức là có vấn đề. Mà vấn đề đây là gì? Rất nhiều người đã chỉ ra là đọc trận đấu chậm, rồi là thay người cũng không hiệu quả, và thường là gục ngã khi ngay khi bước vào những trận đấu lớn. Thì anh có đồng ý ý kiến đó không? Thực ra đây mới là giải đấu lớn thứ hai Hữu Thắng dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Giải đấu trước thì là chúng ta thua Indonesia ở bán kết AFF Cup. Thì sau đấy thì Hữu Thắng cũng có nhận một phần trách nhiệm về mình và nói rằng là sẽ tiếp tục có những học hỏi. Thì thực sự là đến những ngày gần đây, khi mà chúng ta chuẩn bị cho SEA Games, rồi là đá SEA Games, thì tôi thấy là thực ra bản thân Hữu Thắng cũng cầu thị hơn trước rất là nhiều. Trước đây thì tôi rất hiểu là năm ngoái Thắng là bị đổ bể cái cách vận hành của mình, do là Ngô Hoàng Thịnh, tiền vệ trụ bị chấn thương, rồi là chúng ta lại mất Tuấn Anh. Thành ra là cái mấu chốt của Thắng ở khu vực giữa sân của năm ngoái AFF Cup ấy là cái sơ đồ 4-1-4-1, Thịnh đã trụ phía sau Xuân Trường và Tuấn Anh. Nhưng mà lúc Tuấn Anh bị chấn thương là đã cảm thấy là có cái gì bối rối rồi. Đến lúc lại không còn tiền vệ trụ, và đi AFF Cup năm ngoái chúng ta không có tiền vệ trụ thì là bể luôn hệ thống chiến thuật. Nhưng năm nay thì mọi cái tính toán nó có vẻ là đầy đủ và lớp lang hơn để mà có những phương án dự phòng. Thì tôi cũng cảm giác có một sự cầu thị tốt hơn. Và đến trước trận đấu gặp Indonesia hôm qua thì Thắng cũng đã bảo được rất là nhiều cái điều. Tức là trước trận đấu hôm qua nhá, thì bảo đảm là trận nào cũng Thắng giòn giã ghi được bàn, không ai sứt mẻ chấn thương, tẩy được hết thẻ và không có lộ bài. Đấy thì các cầu thủ cũng đều được thi đấu nhiều, trừ thủ môn dự bị thôi, còn đâu được vào sân hết. Thì đấy là cái thành công. Thì tôi cảm giác có một cái tính toán dài hơi và chiều sâu hơn ở Hữu Thắng ở đây rồi. Nhưng mà đúng là hôm qua chúng ta, tôi vẫn nghĩ cái yếu tố chủ đạo là đen thôi. Thế còn để kết luận về Thắng ở giải này, chúng ta phải chờ nốt trận Thái Lan nữa. Đấy, chứ còn thực ra bất kỳ nhà cầm quân nào trên thế giới thì nhiều khi thành bại nó chỉ gang tấc thôi. Thì để nốt trận gặp Thái Lan chúng ta hãy phán xét. Tức là ý anh là chúng ta không nên bi kịch hóa một cái trận đấu hòa mà đáng lẽ cho chúng ta phải thắng đâu ạ. Không nên bi kịch trận này. Tôi nghĩ là không nên như vậy, bởi vì Thái Lan năm nay nói chung không mạnh như những kỳ trước, và chúng ta ngày mai hòa là vào cơ mà. Tất nhiên là không đá để cầu hòa, nhưng mà khả năng thắng Thái Lan ở thời điểm này là hoàn toàn có thể. Và hãy cứ nghĩ thế này, chúng ta đặt mình vào cái bối cảnh để mà biết đâu đấy một mũi tên bắn trúng được hai đích. Vừa thắng Thái Lan để mà tự mình quyết định, vừa loại luôn Thái Lan, vừa loại được một đối thủ mà lâu nay cứ gặp lại chung kết là hầu như mình thua. Duy nhất AFF Cup 2008 thôi, chứ còn lại trước đây thì gặp Thái Lan ở vòng bảng luôn luôn là điểm lành, tức là gặp họ là rất nhiều khả năng sẽ gặp lại chung kết, nhưng cứ gặp lại chung kết là thua. Thế thì năm nay là chúng ta cố gắng thắng, đồng thời loại đi một cái đội bóng mà họ hay thắng với mình chung kết, thì tôi nghĩ cái này cũng tốt thôi. Tôi có đọc một số ý kiến của một số nhà chuyên gia, rồi là cả những ý kiến của người hâm mộ được, thì người ta nói rằng là năm nay Thái không thực sự mạnh như là chúng ta đã từng nghĩ. Nhưng mà cái vấn đề là họ giấu bài rất là tốt. Những trận đấu vừa qua ở vòng đấu bảng ấy là họ thắng nhẹ nhàng thôi, họ không việc gì phải bung bài, không bung sức, và họ muốn dành sức cho trận đấu cuối cùng của chúng ta, để mà họ cũng như chúng ta thôi. Bây giờ họ đang ở cái thế là họ buộc phải thắng thì không chỉ đầu bảng mà còn loại chúng ta nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải vượt được qua cái tâm lý là sợ Thái, bởi vì trong vòng 20 năm qua chúng ta chỉ thắng Thái đúng 2 lần thôi, năm 98 này, 3-0 ở bán kết Tiger Cup này, năm 2008 thắng ở chung kết AFF Cup này. Trong suốt cái khoảng thời gian đấy là những thất bại, và những thất bại quan trọng đầu tiên lại đến chính từ tâm lý sợ Thái. Vậy giải đấu này theo anh ấy, một cái lứa mà có những cầu thủ trẻ như thế này thì họ, cái tâm lý thực sự của họ đối với Thái là như thế nào? Anh có thể đoán được không? Không còn tâm lý đấy nữa.
Bởi vì là chúng ta nhớ cái chung kết giải U21 quốc tế tại Cần Thơ cái đây gần 3 năm, lứa của Công Phượng đã thắng Thái Lan. Và tôi có bình luận rằng là đây là lần đầu tiên một cái đội bóng của Việt Nam mà đá với Thái Lan cùng lứa tuổi, mà đá trên sân bạn. Trước đây chúng ta đã thắng 2 lần, nhưng đấy đều là do đấu pháp, đều là mình bằng cái mưu trí của mình đánh úp bạn thôi. Nhưng mà lứa Công Phượng đá trên sân hoàn toàn trong cái trận ở Cần Thơ, mà tôi có mặt trực tiếp ở trên sân và tôi theo dõi cũng như là tường thuật trận đấu. Thì tôi nghĩ rằng là cái tâm lý đấy chắc chắn là nó sẽ là hành trang rất là quan trọng của trận đấu gặp Thái Lan quyết định ngày mai. Và hôm qua thì có thời điểm là trên sân U22 Việt Nam có đến 6 cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, GMG. Thế nên đấy là một cái hành trang và một cái điểm tựa về tâm lý. Tôi nghĩ là thành bại là do chính chúng ta và do công tác huấn luyện rồi là do đấu pháp thôi. Chứ tâm lý sợ Thái rõ ràng lúc này không còn. Và chúng ta cũng lại có một lứa cầu thủ. Lần đầu tiên có một lứa cầu thủ đá SEA Games nhưng mà hầu hết đều đã đá chính tại V-League. Chứ ngày xưa U23 mà đá SEA Games là hầu hết là chưa được thi đấu chính thức tại V-League. Nhưng chưa bao giờ có một đội hình mà đá SEA Games mà trẻ nhưng mà lại dạn dày như hiện nay. Và lại có những cầu thủ đã từng có một cái quá khứ là đá với Thái Lan là tâm lý rất tốt. Thành ra tôi tự tin là chúng ta có thể giải quyết và tự mình đi tiếp. Như vậy là để có mặt ở vòng đấu trong ấy, để có mặt ở vòng bán kết ấy, thì ít nhất theo cái luật, theo các cái con số thống kê cũng như luật của ban tổ chức SEA Games thì chúng ta chỉ cần hòa có bàn thắng. Thậm chí hòa và đợi cái kết quả không tốt của Indonesia với Campuchia là chúng ta có thể vào được. Nhưng mà nếu như vào sân với một tâm lý là thôi chỉ để chủ hòa không thôi, thì tôi nghĩ rằng đấy là một tâm lý rất là sai lầm. Và nếu như anh Huy nói chúng ta không sợ Thái Lan nữa, vậy thì ta gạt tâm lý ra một bên. Nhưng vấn đề về mặt đấu pháp như thế nào? Trận đấu với Indonesia cho thấy những cái hạn chế của hậu thắng cũng như là một số các vị trí quan trọng trong cái việc là tạo ra các cơ hội tấn công và dứt điểm tấn công. Vậy thì đá với Thái chúng ta phải như thế nào? Đá với Thái thì chắc là Thái sẽ phải chơi chủ động, bởi vì đây là trận đấu mà Thái cần phải thắng. Thành ra là mình không đá để cầu hòa, nhưng mà đấu pháp đá thấp và chờ cơ hội để dình dập để phản công là chuyện hoàn toàn có thể. Tức là đá thấp và đá dình dập không nghĩa là tôi cầu hòa. Tức là tôi vẫn có một cách chủ động, mặc dù tôi đá thấp và tôi không tấn công ầm, nhưng tôi vẫn có một cách chủ động theo kiểu của tôi. Thì tôi nghĩ là nên áp dụng cái lối chơi đấy. Và ở góc độ nào đó thì nếu cần đá phản công, U22 cũng có thể đá được. Bởi vì chúng ta có những chân truyền rất là tốt. Tuấn Anh, Xuân Trường là phất một đường bóng có thể nhìn thấy một cơ hội ngay. Rồi là có tốc độ của Văn Toàn, có khả năng đột phá của Công Phượng. Rồi là có những cái tình huống treo bóng khác, những pha đột kích bất ngờ của Vũ Văn Thanh chẳng hạn. Đấy là những cái vũ khí và tôi nghĩ rằng là một giải pháp đánh chớp nhoáng một cách đá chắc, đá dày ở sân nhà và chớp nhoáng khi có cơ hội là một cái phương án tốt khi gặp Thái Lan ngày mai. Vậy thì theo anh cái lối đá như chúng ta, như anh đã nói là phòng ngự chặt phản công nhanh thì nó sẽ có lợi cho ai trong một cái cá nhân nào đó? Tôi nhìn thấy đó là khả năng của Công Phượng. Công Phượng đã chơi rất tốt ở 3 trận đấu đầu tiên với những đội bóng yếu, đã ghi bàn thắng, đã là cái người mà truyền cảm hứng cho đồng đội. Nhưng mà ở trận đấu với Thái Lan mặc dù rất là cố gắng nhưng mà Công Phượng thì thực ra lại không thể hiện được nhiều khi mà không có khoảng trống. Vậy trong trận đấu với Thái Lan như thế, nếu có khoảng trống ấy và nếu như anh ấy thực sự chơi với một cái tâm lý tốt ấy, thì tôi tin rằng Công Phượng có thể làm nên một chuyện gì đó. Tôi cũng kỳ vọng Công Phượng ngày mai sẽ làm nên chuyện. Và hôm qua thì tôi không có chê trách gì Hồ Tuấn Tài, nhưng ngày mai tôi mong Hà Đức Chinh sẽ vào sân từ đầu. Bởi vì Công Phượng vẫn thường đá tốt hơn khi đá phía sau Đức Chinh. Như trận đấu ngày hôm qua nói thẳng là Phượng đá chưa thật sự đúng khả năng, cũng một phần vì thiếu cái điểm tựa một cái người đúng nghĩa đá cắm rất là quen thuộc là Đức Chinh. Thì tôi nghĩ Đức Chinh có mệt mỏi gì đó thì nghỉ vậy là đủ rồi. Và tôi chờ đợi ngày mai trở lại để mà Công Phượng có một điểm tựa và sẽ chơi tốt hơn. Để rồi Công Phượng có lẽ chính là cầu thủ sẽ quyết định cái thắng lợi cho đội Việt Nam. Đấy là tôi kỳ vọng trận đấu như vậy. Và cái cách đá với Thái Lan như tôi vừa phân tích ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho Việt Nam, tức là đỡ bộc lộ những cái chuyện mà chúng ta đang có những biểu hiện không tốt về thể lực. Bởi vì nói thẳng ra hôm qua là lúc cuối một số cầu thủ đã đuối rồi. Thậm chí cuối trận gặp Philippines, trận thứ 3 là đã có biểu hiện bị đuối. Và đến ngày mai lại tiếp tục một mật độ như vậy nữa. Thì cái cách đá chắc và chủ động thì cũng là một cái yếu tố để chúng ta có thể giữ được sức cho mình. Anh có cho rằng là với việc Hữu Thắng ra sức bảo vệ Tuấn Tài, mặc dù Tuấn Tài bị chỉ trích nhiều như thế, thì cái trận đấu với Thái Lan ấy, Hữu Thắng vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ học trò của mình bằng cách là cho anh ấy đá chính từ đầu không? Và trong khi, tức là có thể sẽ có một chút điều chỉnh nào đó để, tức là nếu đá với cả đội một đội bóng mà chắc chắn sẽ gây áp đặt lối chơi và áp đảo chúng ta ngay từ đầu như Thái Lan ấy, thì Đức Chinh hay là Tuấn Tài sẽ phù hợp với lối đá của đội tuyển hơn? Tôi nghĩ là cái này nó còn phụ thuộc vào những yếu tố liên quan dưới ngày mai. Đấy, nhưng mà nếu như Thắng xếp Tuấn Tài đá chính chúng ta cũng không ngạc nhiên. Tuy nhiên đá với Thái Lan mà nếu mà đá chính và cảm thấy không hiệu quả thì đầu hiệp 2 là nên cho Đức Chinh vào. Chứ không nên giữ lâu quá để đến mức độ vô duyên 2 trận thì rất rất khó lý giải sau này. Anh có đưa ra một cái dự đoán nào với trận đấu này không?
Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 1-0. Sẽ là một trận đấu có thể không hay, lai dai, nhưng mà Việt Nam sẽ thắng với một cái bàn thắng nào đấy của một nhân vật có thể tạo đột biến. Như vậy là anh Huy, anh ấy dự đoán là chúng ta sẽ thắng Thái Lan 1-0 và sẽ vào bán kết. Cái kết quả đấy nó có lợi, nó không chỉ là giúp chúng ta vào bán kết mà còn loại đi được một đối thủ có thể nói là tiềm tàng và có thể nói là một trong những ứng cử viên lớn của giải. Con đường đến chức vô địch SEA Games vẫn, tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất là xa. Và để mà đạt được điều đấy thì trước hết phải đánh bại chính mình đã. Trong trận đấu với Indonesia, chúng ta đã không vượt qua được bản thân chúng ta, không tạo được nhiều cơ hội để có thể ghi bàn thắng và để mất 2 điểm một cách vô cùng đáng tiếc. Trận đấu với Thái Lan sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Và nếu như không biết chắt chiu từng cơ hội thì chúng ta có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng như tôi và anh Huy đã cùng nói chuyện với nhau lúc nãy là chúng ta đã vượt qua được tâm lý sợ Thái Lan. Và khi vượt được qua tâm lý đấy, chúng ta sẽ cũng sẽ có những cái đấu pháp hợp lý để mà có thể giành chiến thắng. Xin cảm ơn anh Huy về cái cuộc trao đổi rất là thẳng thắn và vui vẻ này. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại.